trên 8.000 tấn thủy sản bị trả về. Nhật Bản cảnh báo chất lượng thủy sản Việt Nam. Kháng sinh, 32.000 tấn tôm xuất khẩu bị trả về. Cảnh báo lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi. WHO cảnh báo tồn dư kháng sinh trong thực phẩm tại Việt Nam. Không kháng sinh không chăn nuôi, khẳng định câu không có kháng sinh không chăn nuôi được. Bây giờ thì người chăn nuôi mà đến các cửa hàng mua kháng sinh thì dễ như là đi mua rau. Khi dùng kháng sinh không đúng bệnh và không đúng liều lượng sẽ gây đến nhờn thuốc. Và khi mắc bệnh là chữa chạy rất khó. Cái này là các chuyên gia trong nước, các chuyên gia quốc tế cảnh báo chúng ta nhiều. Sau khi xem những hình ảnh vừa rồi, chắc quý vị cũng đã hình dung được phần nào nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Cận Cảnh ngày hôm nay. Đó là tình trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, thủy sản. Người tiêu dùng đang đối mặt với các loại thực phẩm chứa tồn dư chất kháng sinh mà không hề hay biết. Mỗi miếng thịt, con tôm, con cá có thể là những bịch kháng sinh liều cao vô hình tuồn vào cơ thể qua đường ăn uống. Thuốc kháng sinh, tiêm và tiêm. Để phòng bệnh cho đàn lợn, ông Dũng còn mang cả thuốc kháng sinh trộn vào thức ăn. Một tháng của chú bình quân cũng là cái tầm khoảng từ 8 đến 10 triệu tiền thuốc kháng sinh để tiêm cho lợn. Cứ một tháng là một cái xô đựng thuốc, xô cám đấy, là cứ một tháng đầy một cái xô là vỏ thuốc đấy, thuốc kháng sinh trị bệnh. Hàng ngàn con gà nuôi trong một trang trại, việc tiêm kháng sinh cho từng con giờ đã được người chăn nuôi chuyển sang hình thức khác. Chúng em mà tiêm là rất loại hiếm là chúng em mới tiêm thôi, còn chủ yếu là chúng em dùng kháng sinh là hòa vào nước cho uống, điểm sinh. Xã Ngọc Lũ có tổng đàn hơn 100.000 con lợn và 300.000 con gà. Lãnh đạo địa phương này cho biết cả xã có 32 cơ sở bán thuốc thú y. Nếu chỉ tính riêng thuốc kháng sinh thì mỗi năm các cơ sở này bán cho người chăn nuôi trong xã gần 1 tấn thuốc kháng sinh. Trong đó, thuốc kháng sinh dùng để trộn vào thức ăn cho lợn và gà là phổ biến nhất. Kháng sinh hiện nay thì chúng tôi chủ yếu là nói tiêm thì không lớn, nhưng đặc biệt là cái kháng sinh trộn cũng là một trong những kháng sinh mà chúng tôi cho rằng nó ảnh hưởng đến vấn đề mà chăn nuôi. Cái kháng sinh chúng tôi thì người chăn nuôi có thể không thể kiểm soát được. Kháng sinh giờ đây không chỉ là chất kích thích tăng trọng mà nó đã trở thành thứ thiết yếu với người chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Đó, thế thôi. Cái con nó ho mà không tiêm cho nó thì sao nó khỏi được. Để tiêm nó mới khỏi được. Khỏi được thì mới ăn được thì mới lớn được. Đến bất kỳ một hộ chăn nuôi nào trên đất nước Việt Nam thì thứ mà dễ tìm thấy nhất đó chính là gì? Các loại kháng sinh phục vụ cho chăn nuôi heo. Có những gia đình dùng cả chục triệu đồng để mua thuốc kháng sinh chữa trị cho đàn vật nuôi. Việc sử dụng kháng sinh vô tội vạ, thậm chí là không có ai hướng dẫn, dẫn đến đó là gì? Tình trạng tồn dư kháng sinh trong vật nuôi đã đến mức báo động tại Việt Nam. Và đây cũng là một cái trở ngại lớn nhất trong vấn đề là xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi ra nước ngoài. Theo Cục Chăn nuôi thì việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi tràn lan vô tội vạ đã diễn ra ở nước ta từ nhiều năm qua. Và hậu quả là cho đến nay, ngoài Trung Quốc ra thì gần như chưa có một quốc gia nào chấp nhận nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam do tồn dư quá nhiều kháng sinh.